Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và nếu các bạn đã đọc tiêu đề của clip thì chắc hẳn chúng ta đã biết được nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là gì rồi, đúng không nào? Vâng, đó chính là chiếc DJI Mavic Mini tôi có ở đây. Và đây là bản combo Fly More combo của chúng ta. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Và mấy ngày trước đây thì mình đã đăng một cái clip là DJI Mavic Mini trước giờ ra mắt. Thì có một số anh em không hiểu vấn đề thì lại vào chửi mình là không tìm hiểu kỹ trước khi mà review. Thì thực ra đấy chỉ là những cái thông tin mà chúng ta cùng phỏng đoán trước cái giờ của chiếc DJI Mavic Mini này ra mắt thôi. Còn nó chưa có một cái thông tin gì xác thực cả. Cho đến tận sáng ngày hôm sau khi mà chiều tối ngày hôm sau, khi mà chiếc DJI Mavic Mini này ra mắt thì chúng ta mới biết được những cái thông số cụ thể của nó. Còn đâu những cái thông tin trước đó thì hoàn toàn là phỏng đoán. Kể cả những reviewer nước ngoài cũng vậy, họ đều là đoán hết chứ không có cái thông tin nào xác thực cả. Đó, mình xin nói như vậy cho anh em luôn. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ có ở đây chiếc DJI Mavic Mini sờ tận tay luôn, bản combo. Thì chúng ta hãy cùng mở ra xem là có những cái gì mà chúng ta sẽ không cần phải đập hộp cũng như là active nữa, bởi vì là mình trước đó mình đã đập hộp và active rồi, để xem là nó có cái lỗi gì không. Thì thực ra con này tất cả mọi thứ nhà sản xuất đã chuẩn bị rất là kỹ cho nó rồi, cho nên nó không có một cái lỗi gì cả. Và chúng ta chỉ cần bỏ ra và đập hộp và active thôi. Thì có một cái vấn đề là trước khi active thì chúng ta nên update firmware lên trước cả thân máy bay cũng như là cả tay điều khiển đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp ra xem trong nó có cái gì nào. Hộp thì hơi méo mó một tí, tại hôm nay mình không có túi nên mình phải ôm ở người, vừa ôm vừa đi xe máy. Đây, đây sẽ là chiếc hộp đựng dành riêng cho bản combo của chúng ta. Thì bên trong này đã bao gồm đầy đủ hết mọi thứ chúng ta rồi. Mình sẽ cùng để sang một bên và xem bên trong hộp có những cái gì nào. Đây là một hộp sạc cũng như là cáp sạc, cục sạc của nó. Chắc là sẽ có sạc nhanh. Đây là cái gì đây? À, một tập sách hướng dẫn sử dụng. Mình không quan tâm đến cái này lắm. Để nó sang một bên đi. Tiếp theo trong này sẽ là bộ cánh cũng như là phụ kiện cho chúng ta. Và đây, cái hộp rất là to trong này. Thực ra thì nó chỉ là một cái bộ bảo vệ cánh thôi, nhưng mà nó chiếm rất nhiều diện tích ở trong hộp của chúng ta. Ok, và tất cả chỉ có vậy thôi. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết từng món đồ nhá. Đầu tiên sẽ là hộp bảo vệ cánh xem nào. Đây, hai bộ bảo vệ cánh của chúng ta. Sẽ bóc ra luôn. Đấy, nó sẽ như thế này. Lát này tôi sẽ quay cận cảnh từng món đồ của chúng ta để chúng ta có một cái hình dung dễ hơn về những cái phụ kiện của nó. Trong này sẽ có cho chúng ta là một cái cục sạc adapter sạc. À, cục sạc này chỉ có 5V thôi, tức là sẽ không phải là sạc nhanh. Ok, và chắc hẳn là cái chúng ta mong chờ nhất đang nằm ở trong này, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta cùng mở ra. Cái hộp rất là đẹp, hoàn thiện vô cùng, là chắc chắn nó giống như cái hộp của chiếc Osmo Mobile 3. Đó, hoàn thiện rất là chắc chắn luôn. Chị có cái này ra đi. Nhà chẳng có gì ngoài đồ của DJI cả. Wow, thật sự tôi không thể hình dung được, nó vô cùng là bé. Chúng ta hãy tưởng tượng nó bé dã man. Đây, tôi có một chiếc điện thoại ở đây. Đó. Thậm chí chiếc iPhone X này nó có thể che được hẳn cái chiếc Mavic Mini của chúng ta luôn. Quá là bé đúng không nào? Và bây giờ thì dở nó ra. Đó. Như chúng ta đã dự đoán thì xung quanh chiếc Mavic Mini này không hề có cảm biến gì cả, chỉ có duy nhất là hai chiếc cảm biến ở dưới bụng này thôi. Và đây là một cái mang hình như là để tản nhiệt. Đây là nút pin, nút nguồn cũng như là thanh thông báo trạng thái pin. Và đây là cái khay để bảo vệ gimbal của chúng ta. Đó. Mọi thứ thiết kế rất là đơn giản thôi. Và cái khay đựng pin của chúng ta nó nằm ở phía sau này. Khay đựng pin, thẻ nhớ cũng như là một cổng micro USB. Tuy nhiên thì có một cái điều khá là khó hiểu của DJI, rằng là tại sao một cái sản phẩm sản xuất ra năm 2019 rồi, khi mà tất cả mọi người đều hướng đến một cái sự tốc độ, một cái sự tối giản, thì tại sao DJI lại vẫn cho chúng ta sử dụng cái cổng micro USB này mà không thay bằng Type-C? Tất cả những người đàn anh trước của nó đều được sử dụng USB Type-C.
cho đến chiếc Mavic Mini sau hơn một năm mấy tháng đó mới ra đời chiếc Mavic Mini này, thì nó lại được cho sử dụng cái cổng chuẩn là micro USB chứ không phải là Type-C. Thật sự đây là một cái điều khá là khó chịu. Thật sự tôi rất là thích những cái thiết bị có sử dụng cổng USB Type-C, bởi vì nó cho chúng ta một cái tốc độ truyền tải rất là nhanh, cũng như là cái khả năng sử dụng rất là tiện lợi. Khi mà chúng ta cắm vào, chúng ta sẽ không cần phải quan tâm xem đầu nào mới là cái đầu đúng để mà có thể cắm vào đây, và nó sẽ không bị chết cái cổng này ra khi mà chúng ta cắm nhầm. Đó là một cái sự tiện lợi của USB Type-C, nhưng mà rất tiếc là trên chiếc Mavic Mini này thì không được trang bị. Đó chỉ là một cái sự không hài lòng của tôi thôi. Còn đâu thì mọi thứ phải để đến khi mà chúng ta làm cái clip trải nghiệm thực tế chúng ta mới biết được. Cá nhân tôi thấy thì các reviewer nước ngoài đặt khá là nhiều lời khen cho chiếc Mavic Mini này. Đó. Ở đằng trước này thì nó có hai cái hộp ở đây đúng như tôi dự đoán. Thậm chí nó còn không làm thủng lỗ vào trong cơ, mà nó chỉ là hai cái miếng nhựa ốp vào trong này thôi. Nó cho chúng ta cái cảm giác giống như kiểu là hai cái khe hút gió và tăng cái tính khí động học. Chứ thực ra nó cũng chẳng để làm gì đâu, nó chỉ để cho đẹp thôi. Bên trên mặt lưng này, như nhà sản xuất có quảng cáo thì chúng ta có thể sử dụng những cái bút, chúng ta có thể vẽ lên đây tạo thành những cái bản custom cho riêng chúng ta, giống như kiểu những cái đôi giày vậy. Chúng ta có thể tự vẽ lên, tự custom nó lên, làm sao cho cái thiết bị chúng ta trở nên độc đáo nhất và độc quyền nhất, mang cái thương hiệu của chúng ta. Đó. Thì hôm nay tôi đã lắp pin vào đây vãi kíp rồi, nên là cục pin này nó nằm ở đây. Bên cạnh đây là cái khe để tản nhiệt này. Đó, và cái cánh của chiếc DJI Mavic Mini này có một cái sự khác biệt so với những cái dòng Mavic khác, đó là nó được bắt trực tiếp vào đây rồi. Và tất nhiên là nhà sản xuất cũng có kèm cho chúng ta những cái bộ cánh dự phòng và một cái tua vít nữa để chúng ta có thể dễ dàng tháo ra khi mà cần thiết. Và nói về cụm camera thì camera này có độ phân giải là 2.7K chứ không phải là 4K như mà chúng ta đã dự đoán. Nhưng mà tôi nhìn chiếc camera này nó khá là giống chiếc camera của chiếc DJI Osmo Pocket ở đây. Chúng ta có ở đây. Đó. Có một cái sự tựa camera của chiếc Mavic Mini thì nó sẽ bé hơn camera của chiếc Osmo Pocket. Bé hơn một nửa đấy, đến một nửa hoặc là 2/3 đấy. Khá là bé. Thì theo nhà sản xuất công bố là viên pin của chiếc DJI Mavic Mini này có cái thời gian hoạt động bay ở điều kiện không có gió lên đến tận 30 phút, đấy là điều kiện phòng. Nhưng mà theo một số thử nghiệm thực tế thì tối đa nó chỉ lên được đến 26 phút thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái thời gian vô cùng là lâu với chúng ta, đúng không nào? Thì với một cục pin siêu nhỏ như thế này, đây tôi có thể tháo ra cho anh em xem. Quá là nhỏ luôn, cục pin này có dung lượng là 2400mAh, đúng như chúng ta đã dự đoán, đúng như những cái thông tin mà nó đã được dò dỉ ra. Ở bên cạnh này chúng ta có cái chữ Ultralight 249g, siêu nhẹ, siêu nhỏ gọn. Tôi không nghĩ là nó nhỏ, bên ngoài nhìn nó có thể nhỏ gọn đến mức đó. Ok, và đây sẽ là chiếc tay điều khiển của chúng ta. Để này một bên, đây sẽ là chiếc tay điều khiển của chúng ta. Thì nó không có khác gì so với tay điều khiển của chiếc Mavic Air hay là Spark cả. Nó cũng bé như thế thôi. Hình như là vẫn dùng chung tay điều khiển với nhau cả, nếu tôi không nhầm. Không có một sự khác biệt nào ở đây cả. Đây là cái joystick của chúng ta mới được giấu ở bên trong. Đó. Ok. Đây sẽ là cổng kết nối của chúng ta này, kết nối với điện thoại này. Và đây là nút điều chỉnh camera, cũng như là nút quay và nút chụp ảnh. Trên này là nút nguồn và là nút return home, cũng như là hai cái joystick. Ok, chỉ thế thôi. Không có một cái gì khác biệt ở đây cả. Tiếp theo đó là một cái đốc sạc kiêm cái khay đựng pin của chúng ta luôn. Thì chúng ta có thể, hình như chúng ta có thể dùng cái đốc sạc này để sử dụng làm sạc dự phòng cho điện thoại hay là những cái thiết bị khác. Đó, rất là tiện lợi. Một cái thiết kế vô cùng là thông minh. Ba đốc sạc ở đây, chúng ta có thể nhét vừa ba pin vào đây và có thể sạc được. Đây có một cái nút nguồn này, không biết để làm gì. À, chắc để kiểm tra pin, kiểm tra thời lượng pin và bật pin lên để sạc. À đây, đây sẽ là chiếc tua vít để có thể tháo mở cánh của chiếc Mavic Mini này. Kèm theo đó cho chúng ta là chân kết nối USB Type-C cho tay điều khiển này. Hai cái joystick dự phòng nữa. Và đây là chân kết nối micro USB.
thêm theo đó cho chúng ta sẽ là ba bộ cánh dự phòng, ba bộ cánh dự phòng kèm theo những cái con ốc ở trong này đầy đủ hết luôn. Nhưng mà tôi cảm thấy là DJI vẫn đang dùng hơi nhiều túi ni lông ở trong cái sản phẩm này, không được bảo vệ môi trường cho lắm, không biết túi này có thể tự phân hủy được không. Ok, cất lại cho nó gọn gàng thì đỡ lẫn. Vậy là hết rồi, trong hộp của chúng ta chỉ có bằng đầy thứ đồ thôi. Thì tôi bây giờ tôi sẽ cắm sạc cái đồng pin này. Ok, cùng thu dọn cái đống này. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu thêm về chiếc Mavic Mini. Thật sự là quá là bé đấy, cái hộp của nó có thể dùng làm cái bàn cất cánh cho chúng ta luôn. Bây giờ tôi sẽ bật chiếc Mavic Mini này lên và kết nối nó vào. Mọi thao tác bật tắt thì nó cũng không có khác gì so với cả những cái dòng Mavic khác cả. Vẫn là nhấn lần thứ nhất và lần thứ hai giữ 3 giây, máy sẽ tự bật lên. Cái âm thanh vô cùng quen thuộc của DJI. Okay. Và chiếc Mavic Mini này sẽ sử dụng cái app DJI Fly, chứ không còn dùng DJI Go 4 giống như những cái dòng Mavic khác nữa. Đó, giống như kiểu là Mimo vậy. Nó dùng chung cho những cái dòng Osmo. Ok, tôi sẽ connect vào app. À, mới vào nó có một cái intro chúng ta quảng cáo chiếc DJI Mavic Mini này. Intro này chúng ta xem quá nhiều trên YouTube rồi, không cần thiết phải xem lại nữa, skip lại. Ok, và tôi đã vừa mới connect được xong cái chiếc Mavic Mini vào cái tay điều khiển rồi, thì nó vẫn báo đây là tài khoản chưa đăng nhập, tôi quên mất mật khẩu, lát tôi đăng nhập lại sau. Nào, chúng ta cùng đi qua về cái giao diện của DJI Fly. Thì đây ở trên này nó sẽ có chúng ta là cái địa điểm chúng ta đang sử dụng này. Đó, Fly Spot, à, điểm bay. Và đây là tên của chiếc Mavic Mini của chúng ta. Bên này là một số những hướng dẫn sử dụng. Đó, album ảnh, Sky Pixel và profile. Profile tôi chưa đăng nhập và chưa có. Và ở góc bên này sẽ là biểu tượng GoFly, giống như trên những cái dòng Mavic khác. Đó, vào đến trong giao diện thì chúng ta có thể nhìn thấy là mọi thứ của giao diện này nó thực sự nó rất là tối giản cho chúng ta. Mọi thứ nó vô cùng là basic và chúng ta có thể rất là dễ dàng sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái thanh bên trên này thì nó báo tài khoản của tôi chưa đăng nhập, tôi quên mất mật khẩu rồi, thì lát tôi đăng nhập lại sau. Ok, và đây sẽ là biểu tượng GPS này, thì tôi đang ngồi trong phòng nên không có GPS. Tiếp theo, đây sẽ là Vision chắc, hoặc là kết nối Wi-Fi đúng không? Kết nối Wi-Fi. Góc bên phải trên cùng có nút 3 chấm này, sẽ là cho chúng ta những cái cài đặt. Độ cao bao nhiêu và độ xa tối đa là bao nhiêu, đó chúng ta có thể cài đặt sẵn ở trong này. IMU này, Compact. Ok, tiếp theo là sang phần cài đặt. Chúng ta có các cái chế độ bay, Cine Smooth, Position và Sport. Đó. Chế độ hiển thị, tốc độ, mét, km. Tiếp theo sẽ là cái Gimbal Mode. Thì chúng ta có Follow Mode và FPV Mode. Thì chúng ta không còn xa lạ gì với cả FPV Mode nữa rồi đúng không nào? Stick Mode này. Ok. Tiếp theo là camera, chúng ta có thể điều chỉnh được cái tỷ lệ camera của chúng ta ở đây, 43 hay là 16:9 SD, thẻ SD và cài đặt thêm bên trong này. Đây là tần số sóng các thứ thôi, không có gì cả. Tiếp theo là thông tin về thiết bị, thì phiên bản firmware cũng như là tên thiết bị không có gì cả. Đây sẽ là cái nút tự động cất cánh. Bên góc này sẽ là bản đồ cho chúng ta này. Đó, ấn vào lần nữa là sẽ hiện bản đồ ra cho chúng ta, rất là hay. Đây là hiển thị tốc độ cũng như là độ cao, độ cao như độ xa. Đây sẽ là cái chế độ của chúng ta, chế độ auto hoặc là chế độ manual. Chúng ta có thể tùy chỉnh được tốc độ màn chậm này, ISO này,
xem sáng luôn, bù trừ sáng, tôi để auto đi. Ok, và các cái cách để bay cũng không có khác gì so với những cái dòng Mavic khác cả. Chúng ta sẽ chụp hai cần và để khởi động máy bay. Đó, máy bay báo take off, chúng ta có thể cất cánh rồi. Thì gạt cần lên. Khá là chắc chắn đấy chứ. Tôi bay ở trong phòng mà dường như là nó không có một cái sự chao đảo cả. Chúng ta cùng thử cảm biến này, cảm biến bụng này. Đó, như là ảo thuật luôn. Thử cái nữa này. Rồi, được rồi đó. Hơi mạo hiểm một chút, ôi. Ok, chúng ta cùng phải tìm hiểu xem nào. Camera setting ở đây chúng ta có biểu đồ histogram này, những cái đường line cũng như là điểm chính giữa. À, cảnh báo điểm sáng quá, tôi quá anti flicker khó luôn. Và cá nhân tôi thấy thì chiếc drone này vô cùng là nhỏ gọn và thích hợp cho vô cùng là nhiều những cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như là chúng ta hay đi du lịch, chúng ta cần những sự nhỏ gọn, xách theo một cái túi này và chúng ta đã có một chiếc flycam có thể quay được lại bất cứ những cảnh nào đẹp mà chúng ta thích. Thời lượng pin cũng rất là lâu, đủ cho chúng ta có thể đi được một ngày, chúng ta có thể quay được những cái cảnh đẹp xung quanh đó. Đó, và với những cái người mà mới tập bay cần những cái chiếc drone để có thể tập bay thì đây cũng là một chiếc drone vô cùng là tốt cho chúng ta. Tại vì là nó không được bao gồm nhiều cảm biến như tôi đã nói. Nó không được bao gồm nhiều cảm biến, chỉ có bao gồm cảm biến ở dưới bụng này thôi. Thì chúng ta có thể dễ dàng tập luyện những cái skill để chúng ta có thể có khả năng bay vững chắc hơn. Đó. Thứ hai đó là cái khả năng điều khiển của nó vô cùng là đơn giản. Tất cả mọi thứ ở trong cái giao diện điều khiển thật sự quá là đơn giản, thì chúng ta chỉ cần nhìn qua là đã biết cách sử dụng rồi. Ok, và vừa xong là clip đập hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc DJI Mavic Mini này. Và ngày mai thì tôi sẽ làm ngay một cái clip trải nghiệm thực tế chiếc DJI Mavic Mini này để xem là nó có những cái điểm ưu điểm cũng như là nhược điểm gì để chúng ta cùng phân tích tiếp trong clip tiếp theo. Còn clip này chúng ta sẽ chỉ đập hộp cũng như là trên tay nhanh và nói sơ qua về cái giao diện của chiếc Mavic Mini này thôi. Đó. Và hiện tại thì Tokyo Camera đang phân phối chính hãng sản phẩm DJI Mavic Mini này với giá cho bản đơn là 9.500.000 đồng. Và bản combo là 12X. Tôi không nhớ rõ X là bao nhiêu, chúng ta hãy cùng inbox để tìm X nha. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm những video tiếp theo. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.